trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Diễn đàn Kinh tế Hợp tác xã năm 2022 với chủ đề Chuyển đổi số, động lực phát triển kinh tế hợp tác xã trong kỷ nguyên mới gắn với thực hiện Nghị quyết số 20 ngày 16 tháng 6 năm 2022. Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết hợp trực tuyến tại điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Mở đầu diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết diễn đàn này có ý nghĩa truyền tải thông điệp của tinh thần đổi mới sáng tạo, đột phá đối với mô hình kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng. Theo Thủ tướng, chuyển đổi số là xu thế tất yếu đòi hỏi khách quan của sự phát triển và được xác định là yêu cầu bắt buộc. Chuyển đổi số là chủ trương định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, là công việc phải thường xuyên liên tục theo dõi, đánh giá, đôn đốc chỉ đạo sát sao và quyết liệt triển khai. Cùng với đó, phát triển khu vực kinh tế tập thể luôn được Đảng, Nhà nước và cả các đối tác phát triển quan tâm. Phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thời gian qua, khu vực kinh tế tập thể nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức, chính sách, pháp luật. Quá trình phát triển và chuyển đổi số về số lượng, quy mô, cơ cấu tổ chức, tính liên kết, hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, khu vực kinh tế tập thể của nước ta đến nay chưa phát triển như mục tiêu yêu cầu. Chính vì vậy, kinh tế hợp tác xã phải chủ động thay đổi cơ bản phương thức sản xuất kinh doanh, chuyển đổi số để thích nghi với tình hình phát triển mới là yêu cầu cấp thiết không thể đảo ngược. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, diễn đàn này được tổ chức để đánh giá những kết quả đạt được trong chuyển đổi số quốc gia nói chung và chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã nói riêng, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức và những vấn đề đang đặt ra hiện nay để có các giải pháp phù hợp để thúc đẩy chuyển đổi số trong thời gian tới, tạo động lực cho kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển nhanh và bền vững, gắn với việc cụ thể hóa Nghị quyết số 20 của Trung ương. Tại diễn đàn, các đại biểu nghe phân tích thảo luận về tình hình hoàn thiện thể chế chính sách phát triển kinh tế hợp tác xã trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư, quá trình kết quả chuyển đổi số tại tổ chức kinh tế hợp tác, giới thiệu các mô hình hợp tác xã chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mang lại hiệu quả cao, cơ hội, thách thức, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của các tổ chức kinh tế hợp tác trong chuyển đổi số. Đại diện các tổ chức quốc tế và chuyên gia giới thiệu kinh nghiệm chuyển đổi số hợp tác xã tại các nước. Đáng chú ý, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan chức năng và địa phương trao đổi, chia sẻ và giải đáp các đề xuất thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác xã với tinh thần chân thành, thẳng thắn, cầu thị, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, hợp tác xã và người dân. Truyền hình Thông tấn tiếp tục cập nhật thông tin về diễn đàn trong những bản tin sau. Vâng, Diễn đàn Kinh tế hợp tác xã năm 2022 diễn ra trong bối cảnh Bộ Kế hoạch Đầu tư đang soạn thảo dự án luật hợp tác xã sửa đổi và dự kiến sẽ trình Quốc hội vào tháng 10 tới. Các tổ chức kinh tế tập thể, tổ hợp tác xã đang kỳ vọng luật sửa đổi sẽ mang tới những cơ chế chính sách thiết thực thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác hiệu quả hơn. Đặc biệt là khu vực nông nghiệp chiếm tới gần 70% tổng số hợp tác xã của cả nước. Và thực tế cho thấy thì hợp tác xã có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức lại sản xuất theo hướng nâng cao chuỗi giá trị. Song kinh tế hợp tác cũng đang phải đối mặt với không ít những khó khăn. Đây là cánh đồng lúa chất lượng cao của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Trực Đạo, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Sau khi thành lập hợp tác xã, các chủ hộ là thành viên đã liên kết lại, tạo thành vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung. Không còn tình trạng manh mún, phân tán, mạnh ai nấy làm. Đánh giá cái kết quả sản xuất của vùng sản xuất liên kết thì ở đây chúng tôi tính là trừ tất cả các khoản chi phí rồi thì nó còn lãi trên 18 triệu đồng trên một ha. Ở hầu hết các địa phương hiện nay, hợp tác xã có vai trò quan trọng trong việc tổ chức lại sản xuất. Thông qua hợp tác xã mới có thể tiến lên sản xuất quy mô lớn. Hiện nay ở Thái Bình thì đang hình thành nên mấy cái cách tổ chức lại sản xuất. Một là hợp tác xã đứng ra thuê lại ruộng của dân và tự sản xuất ở trong cánh đồng khoảng 50 hecta đến 100 hecta. Một hình thức thứ hai là hợp tác xã cùng với nông dân liên kết góp ruộng lại và phá bỏ bờ thửa đi để ra cũng ra một vùng lớn sản xuất. Ước tính sản xuất ở quy mô hợp tác xã sẽ giảm chi phí đầu vào khoảng 3 triệu đồng mỗi sào. Ngoài ra, sản xuất tập trung còn làm tăng chất lượng và độ đồng đều của nông sản. Tuy nhiên, khác với cây lúa ở đồng bằng, nhiều hợp tác xã ở miền núi lại đang gặp khó khăn do thiếu vốn, thiếu đất đai để mở rộng sản xuất. Một số hợp tác xã cho biết không đáp ứng được các điều kiện vay vốn. Ví dụ như là thành lập mấy năm này, thời gian này thì thu nhập bình quân bao nhiêu này, sau đó là điều kiện, ví dụ như chúng tôi muốn vay thì điều kiện là phải có thế chấp bằng bìa đất.
chỗ bìa đất của chúng tôi thì đang ở ngân hàng, không thể lấy ra được. Theo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, những cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn đang được triển khai. Trong đó có Nghị định 45 về việc thành lập quỹ phát triển hợp tác xã. Nhờ có nghị định này thì cái khả năng vay vốn của các quỹ này sẽ tăng lên khá lớn. Thứ nhất là vay được vốn ngắn hạn mà trước đây thì chưa có. Đó. Thứ hai nữa là các thành viên của hợp tác xã cũng được vay, trước đây chỉ có hợp tác xã thôi. Đó. Rồi các tổ hợp tác cũng được vay, các liên hiệp hợp tác xã cũng được vay. Đó. Trong dự thảo dự án luật hợp tác xã sửa đổi mà Bộ Kế hoạch Đầu tư dự kiến trình Quốc hội vào tháng 10 này, cũng có điểm mới về tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận vốn vay cho các hợp tác xã. Trong cái sửa đổi luật của chúng ta đề nghị là phát triển cái tín dụng nội bộ. Tôi cho rằng là cái đấy là cái quan trọng nhất đối với lại hợp tác xã nông nghiệp. Quy định những cái cụ thể cho cái tín dụng nội bộ trong hợp tác xã nông nghiệp thì là cái đấy nó giải quyết được rất nhiều cái khó khăn về vốn cho hợp tác xã. Có tới 11 điểm mới được đề cập tại dự thảo luật sửa đổi, hé mở kỳ vọng vào một hành lang pháp lý thông thoáng hơn, phù hợp hơn với điều kiện thực tế của hợp tác xã, tạo động lực mới cho kinh tế hợp tác phát triển hiệu quả và bền vững.